Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực đa sắc màu. Mình lại vào bếp chia sẻ đến mọi người món canh sườn nấu với củ quả. Sườn các bạn mua về rửa sạch bằng nước muối, chặt miếng vừa ăn, 450g. Gia vị đi kèm thì có tiêu xay nửa thìa canh, đường phèn 1 thìa canh, muối hột 2 thìa canh, hạt nêm 2 thìa canh, mì chính 1 thìa canh. Rau gia vị để lúc nấu canh xong thì mình cho vào, gồm có rau mùi tàu hay còn gọi là rau ngò gai, một ít hành lá, một ít rau mùi ta, ngò rí và một củ hành tím băm nhuyễn. Trong nguyên liệu thì mình dùng một trái bắp, tức là một bắp ngô. Nhưng mà đây là mình dùng hai bắp để mình hầm lấy nước cho nó ngọt các bạn nhé. Một củ cà rốt, một củ hành tây, một củ khoai tây, một củ cải trắng. Nước lọc thì mình dùng 1 lít 6. Nấm hương thì 10 nấm, ngâm với nước ấm. Sau đó mình sẽ cắt bỏ cái rễ đi. Đây là cái chân rễ. Sau mình ngâm xong nở mình sẽ cắt đi, rửa sạch. Nước mắm 2 thìa canh, dầu ăn 4 thìa canh. Và bây giờ mình sẽ đi sơ chế toàn bộ nguyên liệu còn lại. Bây giờ mình sẽ cắt những cái nguyên liệu rau củ quả này ra. Các bạn có thể tạo hình ngẫu nhiên cho cái củ quả nó được thêm phần sinh động nhé, tùy mọi người. Củ cải này dễ chín nên các bạn cắt lớn hơn một chút nhé. Một cái mẹo với khoai tây này thì các bạn làm trong các cái món hầm, món canh, món om thì các bạn cắt miếng khoai tây lớn lên một chút thì ăn nó sẽ bùi và nó thứ hai là nó không bị nát. Khoai tây cắt càng lớn ăn càng bùi, cắt các bạn mà cắt nhỏ quá thì nấu nó sẽ tan theo cái nước canh, nước hầm của mình thì nó sẽ ăn không còn một cái vị gì hết. Mà các bạn cắt củ khoai tây lớn lên. Cà rốt thì cũng lâu chín hơn các cái củ quả khác thì mình cắt vừa phải thôi. Tiếp theo là ngô ngọt. Các bạn có thể thấy là trong cái chỗ củ quả này thì cà rốt là phần bé nhất, ngô lớn nhất, thứ hai nữa là khoai tây và thứ ba rồi đến củ cải trắng. Mình sẽ cắt múi cau. Hành tây thì các bạn cắt thế nào cũng được. Cái này chủ yếu là mình hầm với sườn, mình khử cái chất bẩn trong sườn nha các bạn nhé. Nấm hương thì các bạn cắt sát cái chân nấm này cho mình. Nấm nào mà to quá thì các bạn cắt đôi, còn không thì để nguyên. Cắt xong mình sẽ rửa sạch cho nó khỏi bị cát nha các bạn nhé. Trong nấm này nó rất nhiều cát. Mình sẽ gộp ba cái loại này, hành lá và rau mùi tàu và rau mùi ta. Mình sẽ cắt nhuyễn luôn để bỏ vào canh lúc mình nấu xong. Tiếp theo mình cho nước lọc vào đây để mình khử qua cái sườn nha các bạn nhé. Nước sôi rồi các bạn cho mình chỗ muối này vào nhé. Mình chưa lại một khoảng nửa thìa cà phê muối thôi, trong đó mình cho vào canh sau. Tiếp theo các bạn cho hành tây cắt lát vào. Cái sườn này lúc sơ chế thì mình đã bóc qua muối và rửa sạch. Bây giờ mà để khử cho nó có mùi thơm, nó đẩy cái chất bẩn ở trong cái sườn này ra thì mình cần phải làm thêm một bước nữa cho nó đảm bảo chất tạp dư của nó sẽ được bị đẩy ra. Khoảng chưa đầy một phút các bạn nhé. Sau mình sẽ vớt ra và đem rửa sạch đi. Mình sẽ không lấy cái nước này mà mình sẽ đổ bỏ cái nước này, vì nước này là nước rất là hôi và bẩn. Đây là cái thao tác mình khử cái mùi thôi. Mình sẽ đổ bỏ cái nước này, không dùng cái nước này. Bây giờ mình sẽ rửa sạch cái sườn này và bỏ luôn cái hành này các bạn nhé.
Cái hành này để tạo mùi thôi, mình bỏ luôn hành, mình chỉ rửa sườn không thôi. Mình bật bếp và cho dầu ăn vào, phi hành. Mình cho sườn đã rửa sạch vào nhé. Đây là cái cách làm của mình. Mình sẽ nói qua là đây là món canh sườn củ quả, nên là mình sẽ xào qua nguyên liệu cho các bạn nhé, chứ không phải là mình nấu một bát canh. Các bạn cho sườn vào trong nước thì đấy gọi là luộc, chứ không phải là gọi là nấu canh. Mình đảo sườn qua xong, mình sẽ cho lần lượt từng loại củ quả vào trước sau thứ tự. Mình cho cà rốt vào trước, ngô vào luôn. Còn lại hai nguyên liệu củ cải trắng và khoai tây thì cái nguyên liệu này rất là dễ chín bấy, nên là mình sẽ cho sau các bạn nhé. Mình cho sau một lúc nữa. Các bạn cho nước mắm vào cho nó dậy mùi thơm nhé. Tiếp theo là mình cho những nguyên liệu còn lại như đường phèn, một chút muối, hạt nêm, mì chính. Hạt tiêu thì mình sẽ cho sau cùng, lúc nào hoàn thiện món canh thì mình sẽ rắc vào sau. Bây giờ mình cho gia vị này vào để mình đảo cho nó ngấm vào cái sườn đi. Các bạn có thể chế một chút nước vào kẻo nó cháy. Cái chậu nước lúc này mình cho vào hết luôn. Lúc này nồi canh bắt đầu sôi mạnh thì các bạn giảm nhỏ lửa và mình sẽ hớt bọt các bạn nhé, để cho nó trong cái nước canh. Bây giờ các bạn sẽ giảm nhỏ lửa và sẽ hầm một lúc để cho nó đừng có sôi mạnh quá, thì nó sẽ đục nước và cái nguyên liệu của chúng ta chín mềm. Đun sôi mạnh quá thì cũng đồng nghĩa với cái việc bay bốc hơi nước nhanh thì nó sẽ cạn cái nước đi, nên là mình chỉ cho vừa thôi. Cái này gọi là canh hầm củ quả, nên là mình cũng phải cần phải hầm cho nó xương sườn nó mềm ra và các cái củ quả cũng mềm ra, và lúc đấy thì nước ngọt ở trong thịt cũng như trong xương sẽ bắt đầu tiết ra. Mình cần hầm cái ngô này thì đảm bảo thời gian rơi vào tầm 10 đến 15 phút thì cái ngô này có tác dụng là làm cho nó ngọt nước, thanh cái nước hơn. Kể cả cái củ cải trắng cũng vậy, mà một số quán ăn nhà hàng thì người ta vẫn dùng cái củ cải để làm cái nước lèo, mà dân miền Nam gọi là nước lèo, mà dân miền Bắc thì gọi là nước dùng ấy. Trong cái bắp ngô ngọt này thì ngoài cái hạt nó đã ngọt thì trong cái cùi, cái lõi của nó mình hầm một lúc thì nó sẽ tiết ra cái nước mà ăn rất là thanh. Cảm giác không phải như kiểu bỏ đường hoặc là cho các cái loại mì chính khác. Một canh rau củ quả thì ăn rất thanh đạm. Món canh này được tầm 10 phút rồi, bây giờ mình sẽ cho nguyên liệu còn lại vào. Và bây giờ nguyên liệu của chúng ta đã mềm, mình cho tiếp nấm hương vào. Cho nấm hương vào thì mình sẽ đun thêm 3 phút sôi như thế này nữa. Và mình sẽ cho cái rau thơm và hành lá vào luôn để cho nó dậy mùi. Cái thứ hai nữa là ăn hành nó không bị hăng các bạn nhé. Chứ các bạn mà nấu xong tắt bếp rồi đưa ra bỏ trên cái tô canh ấy, thì hành nó không chín được, ăn nó có cái mùi hăng. Nên là mình không làm như vậy mà mình cho vào đây một ít. Như vậy là món canh của chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho hạt tiêu vào sau cùng. Và bây giờ mình sẽ múc canh ra để thưởng thức cùng với cơm nóng. Và vừa rồi thì mình đã thực hiện xong clip chia sẻ đến quý vị và các bạn món canh sườn hầm củ quả. Nếu các bạn xem video thấy hay và ý nghĩa
thì xin đừng quên like, chia sẻ kênh cho nhiều người biết hơn. Đồng thời bấm vào đăng ký, nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất mà kênh thường xuyên cập nhật. Video của mình xin được khép lại. Xin chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.